Chào các bạn đã quay trở lại cả kênh Sơn Say TV. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới thăm một cái địa điểm mới về du lịch. Đấy là vườn quốc gia Ba Vì các bạn ạ. Lúc này thì mình vừa mới tới cửa vườn quốc gia Ba Vì, vừa mới mua vé vào cổng xong. Bây giờ ấy thì là mình sẽ cùng vào phía bên trong để tìm hiểu nha các bạn nhé. Đây mình bắt đầu đến cửa cổng rồi các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Ngày hôm nay thì cũng rất là đông mọi người đến tham quan và du lịch. Tại vì là ngày hôm nay là một cái ngày họ tổ chức một cái lễ hội về hoa dã quỳ và khinh khí cầu. Lúc này thì mình đang tiến dần vào trong cái khu cổng của soát vé các bạn ạ. Thời gian lên đây để du ngoạn.
lên cao ấy thì càng thấy những cái đó hoa nở rộ các bạn ạ. Những cái vườn hoa nở rộ luôn, rực rỡ trong cái màu xanh của núi rừng. Chỗ này là một cái địa điểm rất là đẹp và lý tưởng, nhìn từ trên cao xuống. Đây, bạn nhìn thấy núi rừng của Ba Vì cũng rất là đẹp. Bây giờ mình lại cùng các bạn leo núi tiếp. Đây cũng có rất là nhiều cả khách nước ngoài. Họ ghé thăm Việt Nam và đến giờ lên núi thôi các bạn. Lúc này đây thì mình lần đầu tiên thì đi lên trên rừng quốc gia Ba Vì nên là cũng chưa có kinh nghiệm. Mình đi lao từ dưới lên trên đến tận đỉnh luôn các bạn ạ. Bây giờ ấy thì mình đã lên tới đỉnh núi của vườn quốc gia Ba Vì. Mình hiện tại là đang đứng ở ngay giữa rừng luôn. Ở phía sau lưng mình đây đó là một bên là đền thờ Tản Viên là Sơn Tinh, còn một cái ngôi đền thờ là đền thờ Bác Hồ. Thì lúc này thì mình sẽ cùng các bạn đi vào phía bên trong để tìm hiểu cái khu di tích lịch sử này nhé. Đây, lần đầu tiên mình lên đến đây, nhưng mà một lúc nữa thì lúc trở ra thì mình sẽ tìm những cái điểm thật là đẹp và hỏi thăm người ta để ghi hình lại để các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Lúc này thì mình đang đi vào trong cái khu đền thờ Bác Hồ và đền thờ Tản Viên Sơn Tinh, một trong những cái vị tứ bất tử của Việt Nam đấy các bạn. Ngày hôm nay thì thật sự là đến đây cũng rất là may mắn, vào thứ sáu cuối tuần rất là đông các bạn trẻ đến đây, và hôm nay cũng là một ngày tổ chức cái lễ hội hoa dã quỳ. Khi mà một lúc nữa trở xuống thì mình sẽ dừng lại quay cái lễ hội cho các bạn xem, cùng xem cái hôm nay người ta tổ chức cái hội khinh khí cầu. Đây mình đang tiến dần lên phía trên là đền thượng các bạn ạ. Đền thượng là một ngôi thờ, đền thờ Đức Thánh Tản Viên. Sau khi mà lên đền thờ này thì mình sẽ sang đền thờ Bác Hồ. Cổng vào thì cũng rất là đẹp các bạn, trang nghiêm, được bao phủ một cái màu xanh của núi rừng. Đây là rừng thật sự luôn. Lên trên này thì mình hôm nay mặc hơi ít áo, cảm giác cũng lạnh các bạn ạ.
Đây. À đây. À đây là bàn thờ gì? Bàn thờ gì thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ cùng vào tìm hiểu nhé. À đây là ban đền Trình các bạn ạ, Trình Tam Vị Đức Thượng Đẳng, Tản Viên Sơn Tinh. Để ngày hôm nay để xin phép các chư vị và các ngài cho mình được phép quay phim ở đây, mọi sự được suôn sẻ các bạn nhé. Khu đền thượng này thì nằm ở trong giữa rừng luôn, mà trên đỉnh các bạn ạ. Đây là có cái tuyến đường lên này, chắc là ngày xưa là còn thô sơ, nhưng mà bây giờ cái tuyến đường này được được nhà tài trợ Văn Phú Invest, người ta tài trợ cái con đường đi lên trên đền thượng. Đây có lá cờ xí đã được treo ngay cửa các bạn. Đường vào rất là đẹp luôn. Ở dưới là đường đá. Nhưng mà phải tuyệt vời nhất là ở đây cảm thấy không khí cực kỳ trong lành luôn. Mà cực kỳ gọi là mát mẻ luôn. Đấy. Mà lúc nãy mà ở từ ngoài thị xã Sơn Tây đi vào trong này thì mình cảm thấy cũng vẫn còn thời tiết vẫn còn rất là nóng. Nhưng mà khi lên đến đây là cảm giác được cái độ lạnh luôn, khác hẳn luôn. Đấy. Các bạn nó nhìn thấy không? Một màu xanh dờn luôn của núi rừng. Đây là một cái khu bảo tồn của tỉnh của thành phố Hà Nội, mà nó là như là một cái lá phổi xanh của Hà Nội, mà nó nằm cách xa trung tâm Hà Nội khoảng độ tầm 50 cây thôi các bạn. Các bạn đã tìm cho mình một cái nơi du lịch cực kỳ lý tưởng luôn. Đấy các bạn nhìn nữa, càng leo là càng vun vút. Đây khu bên này là đền thờ Bác Hồ Chí Minh các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay là do thời gian có hạn nên là mình chỉ giới thiệu cái lối đi lên phía trên đền Bác thôi. Hẹn một cái ngày sớm nhất thì mình sẽ đi vào đền Bác cụ thể và quay cho các bạn xem tận nơi. Và lúc này thì mình sẽ xuống núi và đi tìm những cái cánh đồng hoa cho các bạn ngắm. Và xem những cái tìm những cái địa điểm đẹp để các bạn có thể dừng để chụp ảnh. Tại vì là ở đây có rất rộng các bạn ạ, rất rộng nên là mình phải đi tìm hiểu, mà họ thì không thấy đưa cho mình cái sơ đồ nên là hỏi đến đâu thì người ta chỉ đến đấy thôi. Thì bây giờ lúc này thì mình sẽ tìm tới cái khu vực mà các bạn ấy hay chụp cái cảnh lá vàng mùa thu. Thì các bạn có thể lên trên này để tìm cho mình một cái sắc trời thu đầy hoa dạ quỷ. Và các bạn có thể tìm cho mình một cái khu chụp ảnh selfie, hoặc là cho mình một cái thời gian nghỉ thật là tốt ở trên này. Nếu mà bạn nào mà có điều kiện mà đi chơi ở trên này thì chắc chắn là phải 2-3 ngày. Và ngày hôm nay thì mình chỉ đi về trong ngày nên là lúc này là thời tiết thì bắt đầu sáng dần lên, là một dịp, tức là một cái lúc mà mình có thể quay được đẹp nhất. Thì bây giờ thì mình lại cùng hành trình xuống núi cùng các bạn nhé. Cho mình những cái tấm ảnh vào mùa thu này. Bạn nhìn đẹp không ạ?
đường rất là dễ đi luôn. Đấy. Nên là ô tô có thể đi được lên tận trên phía trên này. Đây chụp đến đây để chụp cho mình những cái tấm ảnh ở cái nhà thờ cổ của Pháp ngày xưa ấy. Bây giờ chỉ còn là tàn tích. Nhưng mà nó được phủ lên một cái lớp rêu phong tuyệt vời luôn các bạn. Đây là nơi chụp mà những cái kiểu ảnh mà các bạn hay nhìn thấy ở trên mạng ấy. Mình đến tận nơi để quay cho các bạn xem. Đây luôn. Hiện tại bây giờ ấy thì nó được phủ một cái lớp cây cối, nó gần như là bị bỏ hoang. Nhưng mà khi mà chụp lên cái ảnh thì rất là đẹp các bạn ạ. Mình đi từ phía xung quanh để cho các bạn nhìn cái ngôi nhà thờ cổ này. Nó gần giống như cái ngôi nhà thờ mà ở trong cái lễ hội Halloween ấy các bạn ạ. Nó hơi ma mị một chút. Đấy. Nên là rất là nhiều người muốn tìm cho mình một cái cảm giác mạnh với cả bức ảnh của mình đấy. Chụp những cái bức ảnh có cảm giác mạnh ấy. Rất là sợ, nếu mà buổi tối lên đây thì chắc là rất là run sợ ấy các bạn. Mình đang quay xung quanh nhà thờ cho các bạn xem. Đây là ngôi nhà thờ cổ. Đây phía sau đây của nhà thờ các bạn. Ngôi nhà thờ này là của người Pháp người ta xây lên. Ngày xưa ấy thì là ở người Pháp người ta tìm ra cái vùng đất mát mẻ này, xong người ta lên đây nghỉ vào cuối tuần, xong người ta xây dựng cái nhà thờ này để đi lễ vào ngày chủ nhật đấy các bạn, vào thứ bảy chủ nhật đấy người ta đi lễ ở tại đây luôn. Nhưng mà sau khi mà sau chiến tranh ấy, thì là cái nhà thờ này thì bị bỏ hoang luôn. Bây giờ chỉ còn lại là tàn tích. Đấy. Trông thật là ma mị và đáng sợ các bạn ạ. Như kia là những cái tháp chuông cổ các bạn. Nhưng ở hiện tại giờ thì không còn chuông nữa. Đấy.
rửa mà quá. Thế giờ trong đấy vẫn còn tối không? Sáng hết. Đấy. Cái này được không? Anh bây giờ mình đi vào phía bên trong nhà thờ các bạn để xem nó như thế nào. Đây, hoàn toàn là rêu phong được bám bởi một lớp rêu cỏ các bạn, từ cái bức tường tới tháp chuông. Đây khu vực làm lễ đây các bạn, thánh đường. Ngày xưa chắc chắn là một cái nhà thờ rất là đẹp nằm trên núi, nhưng bây giờ thì nhìn trông thật đáng sợ. Đây có rất là nhiều cái chỗ để mình có thể khám phá. Đây các bạn nhìn thấy không? Có thể đi lên trên rừng này. Đây. Bạn nhìn thấy không? Bên này là cái nhà gì đó bạn. Ngoan rồi. Đây nữa. Nhìn chung rất đáng sợ. Đi bộ hoàn toàn luôn, không đi xe. Mình thì thời gian có hạn nên là mình phải đi xe lên thôi. Đây là khu vực cắm trại với cả rừng hoa dã quỳ. Chỗ này ngày hôm nay là họ tổ chức cái lễ hội khinh khí cầu các bạn ạ.
đây giống như một cái khu vui chơi các bạn. Đây phía bên tay phải mình là một rừng thông rất là đẹp luôn. Lúc này trước mắt mình là đang đứng ở trong một cái rừng thông của rừng quốc gia Ba Vì các bạn. Tuyệt vời luôn, mình cảm tưởng như là đang ở tại châu Âu. Và xa xa các bạn có thể nhìn thấy các bạn trẻ đang cắm trại này, mấy cả ăn uống này. Áo mưa mình vứt rồi đúng không? Vứt rồi áo mưa rồi. Không, áo mưa gì? Cái miếng mình để giải ra rồi. À, có, không em để sót ở trong túi đeo này đấy. Lúc nãy là mình ở tít tận trên ngọn núi kia cơ mà. Phía bên đây là khu vực bể bơi thì phải các bạn, nhưng mà mùa này thì chắc là lạnh, không ai bơi đâu. Họ chỉ đứng đây để chụp ảnh thôi. Đây rất là nhiều những cái bông hoa rất là to và đẹp các bạn. Đây, các bạn có thể lên để chụp ngay ảnh trong tháng này. Nở rất là rộ. Không cần phải đi thật là xa xôi như là vào tận Lâm Đồng, Đà Lạt thì mới tìm thấy cái loại hoa này. Mà ngay tại núi rừng của Ba Vì cũng có những cái hoa dã quỳ để cho các bạn chụp vào mùa thu, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Ngày hôm nay là cũng rất là đông người đi lên trên này. Thứ nhất là cũng có lễ hội vào tối ngày hôm nay. Là cũng là cuối tuần các bạn, nên họ lên trên này để nghỉ vào cuối tuần và thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Wow. Các bạn nhìn thấy hoa đẹp không? Lúc này thì mình vừa mới xuống tới chân của núi Ba Vì các bạn ạ. Vừa mới xuống tới chân của vườn quốc gia Ba Vì. Thì mình xin phép được dừng cái clip này ở tại đây. Hy vọng các bạn thích cái clip du lịch cuối tuần này. Thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh Sơn Say TV. Like, subscribe. Cảm ơn các bạn nhiều nhá. Chào tạm biệt các bạn.